Hello, xin chào tất cả các anh em và chào tất cả mọi người. Hôm nay Thái Lai xin chia sẻ mọi người cái cách mà chúng ta xếp màu hình tiệp ở trên máy Canon R6. Được biết những video dạng như thế này thì Thái Lai đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Nhưng hiện tại bây giờ vẫn còn những anh em mà đang tung tăng chưa làm chủ được cái màu sắc và hỏi Thái Lai là mua cái preset. Thì Thái Lai cũng chia sẻ thực tế là hiện tại là Thái Lai đâu bán không bán preset nữa. Tại vì trước khi lúc dịch thì khó khăn Thái Lai bán để mà bươn chải sống qua ngày. Còn bây giờ thì nó hết dịch rồi thì Thái Lai không có bán những preset đó nữa. Nhưng mà những số anh em vẫn mua thì Thái Lai không bán. Thành thử Thái Lai phải làm clip này để mà giúp anh em biết được một chút gì đó kinh nghiệm hoặc là một cái mẹo gì đó để xử lý tình huống mà mình chụp. Đặc biệt là những anh em xài Canon R6. Cầm một cái máy xịn sò mà vẫn là than phiền này nọ thì Thái Lai cũng biết giúp đỡ bằng cách nào ngoài cái cách mà chúng ta Thái Lai chia sẻ như thế này thôi. Thì bây giờ Thái Lai vào vấn đề chính luôn ha, để khỏi vòng vo nữa. Đầu tiên các bạn xài Canon 6 R6 này thì các bạn hãy kiểm tra giúp Thái Lai ở cái mảng màn hình nhé. Hiện tại các bạn coi Thái Lai quay trực tiếp cái màn hình ở đây này ha. Đây thì cái màu các bạn nhìn chắc chắn không đẹp rồi, thì ở đây các bạn kiểm tra giùm Thái Lai này. Các bạn bấm vào menu, các bạn xem cái xe ở trên này này, anh xe ở đây nè ha, anh xe ở đây thấy không, xe này nè ha, rồi xe ở đây, xe này ha. Cái tay Thái Lai làm các bạn thấy nè, xe các bạn xe tới cái mục ở màu vàng á, xe nhanh cũng được, nhanh đi. Các bạn xét tới cái màn cái độ sáng màn hình của mình cái đó ở đây. Các bạn có để ý nè ha, ở những cái mục này thì các bạn để ý máy đôi khi mua về mới nó mặc định thì các bạn để luôn, nhưng mà ở cái phần này nè, ở đặc biệt ở cái máy Canon R6 này á, thì nó có thêm cái phần này giúp cho mình khống chế được cái màu sắc, mình đo được cái màu sắc ở màn hình của mình nó giống với cái màn hình chụp ảnh của mình. Thì ở đây các bạn giúp Thanh Lai coi, các bạn bấm vào đây để xem thử các bạn ở nằm ở mục nào. Thì ở đây á, Canon R6 gửi cho chúng ta là bốn cái mục, từ một đến bốn. Ở bốn mục này nó có bốn mã màu khác nhau, thấy không? Thì chúng ta chọn cho nhìn thấy này. Theo như thông thường á, là chúng ta mọi người tò mò tìm hiểu á, thì chúng ta đã nhìn thấy cái cách mà ở đây cái máy rồi sao cho cách ha. Ở đây xuống bốn lạnh tím luôn ha, hai bằng vàng, thấy chưa? Thì ở đây á là Thái Lai thấy là cái phần số 2 này nó sẽ giống với màn hình của mình hơn. Đó là điều đầu tiên mà Thái Lai muốn chia sẻ với các bạn dùng Canon R6 nhé. Thì có chức năng này. Thì cho nên các bạn kiểm tra lại mình ở nằm mục số 2 hay chưa nhé. Nếu các bạn là số 3, số 3, số 4 gì đó thì các bạn kiểm tra lại Thái Lai. Các bạn xét vào số 2. Rồi khi chúng ta xét cái màn hình nó chuẩn cái là chúng ta yên tâm rồi. Giờ phần lại còn lại chúng ta xét màu. Ở đây các bạn xem hình gốc ở đây. Và các bạn có thể xem là cái hình ở máy tính này. Vì quay qua cái video thì cái màu nó không giống thực tế được rồi, đúng không? Thì Thái Lai đưa cái hình như vậy các bạn coi thực tế này. Đấy là cái ảnh chụp chụp. Dùm lên chụp coi. Rồi bây giờ chúng ta bước vào đầu tiên chúng ta xét cái nhiệt độ cao trước. Thì Thái Lai khuyến cáo luôn, ở đây nó sẽ có nhiều tình trạng và Thái Lai sẽ không nhớ rõ rằng là mình có quay clip này không, để các bạn thấy được cái gọi là cái hiện trường á. Ở cái môi trường Thái Lai chụp ở đây cũng là khó, ở nhà hàng Nam Bộ không gian cũng là khó, khó là khó ánh sáng nó bị tối loạn xạ. Rồi các bạn kiếm tới cái mục đâu rồi, đây cái mục nhiệt độ ca này ha. Thì các bạn xem bánh xe này, thấy ở cái mục số 3 này này, nhiệt độ ca đây ha. Các bạn xét vào đây thì thường thường á, máy Canon, những cái máy trước mà Thái Lai xài mắc 4 mắc 3 gì đó thì nó tầm 5.000 đến 4.8 thì rất là ok. Còn cái máy này á thì ngược lại Thái Lai nghĩ là nó tầm 5.2. cái ảnh này Thái Lai chụp là 5.2, các bạn xem là 5.2 này ha. Rồi thì chúng ta cảm nhận là cái ảnh này thì ở đây Thái Lai nhìn nó, thứ nhất là Thái Lai chụp khách hàng thì bắt buộc là mình phải theo ý khách hàng, đặc biệt là người Hoa nữa, họ muốn cái màu nó hồng hồng như thế này ha, hồng hồng như thế này, nhưng mà nó không tím quá nha, không tím nha, hồng nó chứ không có tím. Nếu mà tím á, nếu mà các bạn chụp mà gọi là những cái màu mà gọi là hồng tím, hồng cam gì đó ha, hồng phấn chứ, đúng rồi. Nếu các bạn chụp xác định mà chụp cái hồng phấn á thì các bạn có thể set xuống là 5.000 là vừa ở cái máy R6 này. Đó là cá nhân Thái Lai dự tính là cái máy này nó tầm 5.000 và đến 5.002 là nó sẽ ok rồi.
Vậy là thì cái lúc này là chúng ta chụp ở cái bảng mà cái chỗ mà khu vực mà chúng ta chụp đó là thường gọi là đón khách đúng không? Rồi ok. Vậy thì lúc chúng ta đi tiệc là như thế nào? Thalai chia sẻ các bạn luôn nhé. Đây là cái ảnh mà chúng ta đi tiệc đi bàn. Thì Thalai set ở thường thường Thalai chụp không không để một cái mặc định đâu, vì từ theo môi trường, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái chỗ mình chụp. Thì thường thường chúng ta chụp hình tiệc á, đa số những cái chỗ đi bàn này, cho các bạn những anh em mà làm nghề chắc chắn hiểu một điều là ở trên cái tầng nhà ở đâu có tầng tay ở trên này nó hay có những cái đèn vàng nó rọi xuống ha, nó rọi xuống nó bị dư vàng, đa số là bị dư vàng. Thì trong cái phần khúc mà bạn đi tiệc này thì ta lai sẽ qua ở cái mục này, sẽ là ca này cũng là 5.200 luôn, nhưng mà ở cái bảng này nè, ở cái bảng web balance sheet này thì ta lai cho về là B1M1 nhé. Ở đây ta lai cho về B1M1 để cho nó khử vàng đi. Đó là cái thứ nhất mà ta lai sử dụng cái nhiệt độ ca là 5.200, hoặc là các bạn để 5.000 ha, các bạn sẽ cộng về B1M1 để khử màu vàng là thứ nhất. Rồi tiếp tục ở cái bảng Bitcher Style này, Thalai sẽ chọn Bitcher Style, chọn Tanda. Thì ở thông số Tanda này á, là Thalai để như vậy, bấm vào đây. Những cái phần nét này nè, ở cái phần mục này nè, nét Thalai không có chỉnh, để 4 hay 5 gì cũng được, không sao cả ha. Những cái phần này nét thì mình muốn tăng nét này thôi. Còn ở phần contrast này các bạn phải lưu ý này, để trừ về 1. Và phần saturation này để về 0. Để về 0 nhé. Và phần color tone là trừ về 1. À, đối với cái ảnh mà chúng ta chụp đi bàn thì nó hay bị ám vàng là nhiều hơn là ám đỏ nhé. Tại vì đó các bạn được biết cũng có một số nhiều nhà hàng là ở trên tầng nó trắng mà nó không có đèn, thì các bạn có thể là để về cái này về không, để cái này ha, về không luôn, không làm gì hết. Với cái máy Canon R6 nó set, nó lọc màu rất là tốt. À, nhưng mà một số trường hợp thì chúng ta chụp mà ở trên cái bàn đây, chúng ta coi lại cái màn đi, thì đa số là các bạn có những cái hình zoom lên đây, zoom lên đây các bạn coi, zoom bên đây ha. Thì đa số nó bị như vậy này, thấy không? Nó bị cái đèn vàng đỏ xuống đây thì đa số là nó bị vàng cái bức ảnh của mình. Thì những anh em mà nói về cái tông mà vàng cam thì các bạn để ok rồi, nhưng mà một số anh em chụp thích cái tông là màu trong sáng. À, trong sáng nó hồng hào, nó không vàng quá, nó cũng không hồng quá. Thì đây là cái phương án mà Thalai nghĩ là nó sẽ giúp cho các bạn, giúp cho những anh em mà đang chưa làm chủ được cái màu sắc, thì Thalai chia sẻ bằng cách này. Không biết các bạn đã nắm rõ hiểu chưa? Nếu bạn nào, anh em nào chưa hiểu thì cố gắng để lại cảm nhận comment dưới video cho Thalai biết nha. Còn giờ thì mọi người cùng Thalai tham khảo cái ảnh Thalai chỉnh như thế này, từ ảnh gốc sang ảnh này. Thì trong ảnh này Thalai chỉ chỉnh bằng Fadibet thôi, Thalai không có dùng Pro. Khi mà chúng ta đã set màu chuẩn rồi, chúng ta cân được ánh sáng rồi thì chúng ta sẽ sử dụng bằng Fadibet, nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ đẹp hơn theo như cảm nhận Thalai vậy. Nếu như các bạn nào, anh em nào muốn Thalai chia sẻ thêm cái phần chỉnh này thì anh em cứ để lại cảm nhận cho Thalai biết, để bây giờ sau Thalai làm luôn cái cách mà chỉnh màn hình tiệc cho nó nóng. Rồi đến đây thì Thalai không biết nói gì hơn nữa, ngoài cái việc Thalai cảm ơn mọi người và chúc mọi người năm mới có nhiều sức khỏe và có nhiều show. Bye bye, xin chào tạm biệt mọi người.